Xin chào quý khán giả, như vậy là chúng ta đã kết thúc lượt trận ngày thứ 7 của vòng 3 giải Ngoại hạng Anh. Và ngày hôm nay thì có hai đội bóng lớn là những ứng cử viên cho chức vô địch đã ra quân. Trên sân nhà thì Arsenal thiếu một chút may mắn, qua đó họ đã bị Brighton cầm hòa với tỷ số 1-1. Trong khi đó trên sân khách của West Ham thì Manchester City vẫn giữ vững phong độ. Và một lần nữa, con quái vật trên hàng công của họ đó là Erling Haaland lại tỏa sáng với một cú hat-trick, qua đó đem về 3 điểm tiếp theo cho thầy trò Pep Guardiola. Và trong chương trình nhận định nhanh sau những lượt trận đấu này cùng với bình luận viên Quang Huy thì chúng ta hãy cùng xem là anh Quang Huy sẽ có những chia sẻ như thế nào về hai cặp đấu đinh vừa diễn ra tại lượt trận ngày thứ 7 của vòng 3 Premier League. Vâng, thưa anh Huy, rõ ràng là Arsenal chúng ta thấy ở mùa giải năm nay có vẻ như là Mikel Arteta là anh ấy cẩn thận hơn rất là nhiều. Chúng ta thấy là trận đấu đầu tiên họ thắng Wolves không quá hoa mỹ nhưng chắc chắn. Đến trận đấu thứ hai với một hàng tiền vệ có thể nói là Declan Rice và Thomas Partey là càn quét tất cả, và họ đã thắng Aston Villa theo cái cách của một đội bóng có sức va đập tốt hơn và có thể nói là chịu được nhiệt tốt hơn. Thế nhưng mà chúng ta thấy là chỉ khi mất một trong hai người này, và cụ thể là ở trận đấu với Brighton vừa mới kết thúc, thì rõ ràng là Arsenal đã bị lủng rất là nhiều và ngay lập tức họ đã nhận bàn thua. Và cũng cái việc mà mất Declan Rice thì họ không có một sức bật để cho hàng công tiếp tục gây một sức ép vừa đủ để có được bàn thắng thứ hai, thì quả thật là vai trò của tiền vệ người Anh cũng như là Thomas Partey ở mùa này có thể nói là quyết định đến cái hành trình đua vô địch của Arsenal, đúng không ạ? Quả thật là khi Arsenal bị mất người, Rai bị thẻ đỏ, là tôi đã hình dung được những khó khăn cho pháo thủ thành London rồi. Bởi vì Brighton đâu phải đối thủ dễ chơi. Hai giờ trước họ đều đã thắng rồi. Và đội nào thắng trong cái cặp đấu Arsenal gặp Brighton thì sẽ toàn thắng sau 3 lượt trận. Nhưng mà điều đó không xảy ra. Arsenal buộc phải chia điểm. Mặc dù đá sân nhà nắm giữ nhiều lợi thế như bàn trước, nhưng mà khi mất người thì Brighton lập tức biết cách để khai thác. Trong đó Arsenal có những cái may mắn thì tôi cho rằng là nhìn một cách rất là chuyên môn thì một điểm Arsenal trong bối cảnh như vậy cũng là không tệ. Dù sao họ cũng không thua, không trắng tay khi bị bất ngờ. Với Brighton thì họ tiếp tục cho thấy là đội bóng đúng nghĩa là ngỡ ổ đấy. Tôi rất là phục đội bóng này. Cứ qua mỗi mùa giải họ bị bất ngờ thay cả huấn luyện viên trưởng. Năm nay dùng một người Đức mới toanh 31 tuổi nhưng mà thi đấu thật sự là khó lường. Tôi thật sự mê đúng với điều hành của câu lạc bộ Brighton và tôi nghĩ rằng là họ tiếp tục có thể tạo ra những cái điều thú vị thời gian tới. Với Arsenal vừa rồi là một sơ sẩy, cũng là một bài học để mà họ rút ra, tôi nghĩ rằng là cũng kịp thời và cần thiết đấy, bởi vì mùa giải vẫn còn dài. Vâng, nhưng mà có một cái ý này mà tôi đọc được ở trên mạng xã hội, đặc biệt là các cái trang của những cổ động viên Arsenal ấy, thì họ nói rằng là mùa vừa rồi họ thua Man City là chính bởi hai cái trận thua Aston Villa. Năm nay thì đã vượt ngưỡng được Aston Villa ngay ở vòng thứ hai rồi, nhưng mà lại sảy chân trước Brighton. Và người ta vẫn cứ nói rằng là ở ngoài hạng Anh ấy, thì để mà vượt được Manchester City ở trong cuộc đua vô địch thì bạn phải đạt cái trạng thái là trên mức hoàn hảo. Chúng ta đã thấy là hai mùa giải Liverpool chỉ kém Man City có đúng một điểm, thế mà cuối cùng vẫn không vượt qua được thầy trò Pep Guardiola. Thì cái trận hòa ngày hôm nay trước Brighton không đến mức là một trận thua, nhưng nó có vẻ như là đang đem lại cho các cổ động viên Arsenal một cái sự lo lắng rất là lớn. Bởi vì chúng ta thấy là ngay vòng thứ 3 thôi mà Man City đã có vẻ như là bứt được hơn so với Arsenal rồi, thì anh có cảm nhận được cái nỗi sợ này của các cổ động viên Arsenal nó có thực sự là đáng để quan tâm ở thời điểm hiện tại hay không ạ? Thực ra với những người bi quan và nghĩ nhiều thì cũng có thể có một cái lo sợ như vậy. Mùa trước đã có lúc dẫn Man City rồi, đối đầu trực tiếp cũng thắng, nhưng sau cùng thì cuối mùa giải là Man City vớt lên một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên nó là cả một mùa giải rất là dài, và chúng ta đừng quên năm nay các đội bóng hàng đầu lại bị chi phối bởi UEFA Champions League. UEFA Champions năm nay là rất là vất vả đấy. Chúng ta xem những cái lịch thi đấu của giai đoạn đầu tiên để mà thấy rằng là Champions League sẽ chi phối rất nhiều các giải vô địch quốc gia. Bởi vì phần nào đó Champions League mùa này đá cũng giống như một cái league ấy, nó sẽ kéo dài, và lúc này đây khi bóng chưa lăn thì nhiều câu lạc bộ chưa hình dung hết được mức độ khốc liệt của nó đâu. Nó sẽ bị chi phối nhiều, và Man City thì một trong mục tiêu của họ bên cạnh giải Ngoại hạng Anh đó là phải đua ở Champions League. Với thể thức thế này thì rất khó nói. Tôi nghĩ rằng là không phải ngẫu nhiên mà người ta đã đề ra rằng là thể thức này áp dụng trong 3 mùa giải. Sau đó thì có thể UEFA Champions League người ta tính toán và xem hợp lý hay không thì sẽ thay đổi. Ở đấy, thế thì tóm lại tôi nghĩ rằng là mùa giải vẫn còn kéo dài. Ai đó bi quan thì có thể nghĩ rằng là đấy, những cái năm trước thuận lợi như vậy mà còn không ăn thua. Nhưng mà chưa biết chừng ở một tình thế khác, trong mùa giải cuối cùng của Guardiola thì có thể nó sẽ có những cái thay đổi và Arsenal bắt nhịp có thể không được nhanh như những mùa trước. Nhưng mà về sau họ lại bền bỉ, còn Man City sẽ bị chi phối bởi thi đấu và mọi chuyện có thể không như mong muốn đâu. Vâng,
Chúng ta vừa nói đến Arsenal, một chút tiếc nuối của họ, và bây giờ sẽ là Manchester City, đội vừa giành chiến thắng có thể nói là rất thuyết phục trước West Ham ở trên sân khách. Có một cái ý như thế này mà chúng tôi muốn anh Quang Huy chia sẻ này, đó là chúng ta thấy là ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay ấy, thì Man City họ có vẻ như là họ khá là thờ ơ. Nhiều cổ động viên của họ thì cứ mong chờ là bom tấn nọ, bom tấn kia đến. Nhưng bên cạnh cái việc là luật công bằng tài chính nó đang siết như vậy, thì có vẻ như là Pep Guardiola ông ý dàn hết tất cả những cái ý đồ về mặt chuyển nhượng cũng là mà về mặt nhân sự, thậm chí là ở thời điểm mà ngay khi Ilkay Gundogan chia tay đội bóng này. Và có một cái ý này cũng rất là hay mà chúng tôi cũng muốn anh Quang Huy chia sẻ, đó là khi mà đẩy đi Julian Alvarez và đưa về Ilkay Gundogan thì Pep Guardiola dường như là đang có ý định là giúp cho Erling Haaland mùa này là sẽ đá ở tập trung ở trong vòng cấm nhiều hơn, bởi vì có những người như kiểu Ilkay Gundogan ở phía sau để làm bóng. Mùa vừa rồi thì chúng ta thấy là Rodri gánh nhiều quá và đến khi anh ấy bị chấn thương một cái là Manchester City gặp nguy ngay. Nhưng mùa này khi có Ilkay Gundogan trở lại thì Pep Guardiola sẵn sàng hy sinh Julian Alvarez để trở lại được một cái lối đá mà giúp cho Erling Haaland tiếp cận được vòng cấm của đối phương nhiều hơn. Và chúng ta thấy là ở trận này thì Erling Haaland lại ghi cú hat-trick. Vậy thì những con tính của Pep Guardiola trên thị trường chuyển nhượng nó vẫn giúp cho Manchester City dù rằng là không đổ bom tấn nhưng vẫn có thể được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đúng không ạ? Họ đã vô địch 4 mùa liền nhưng mà vẫn phải nói họ là ứng viên số 1. Bởi vì Guardiola phải nói là những cái tính toán của ông rất là tròn trịa và ông ấy luôn luôn tạo ra một cái sự vận động trong tư duy của cầu thủ. Không có ai là bất khả xâm phạm cả. Phần đó có Haaland thôi. Và Haaland vẫn là một người dù sao cũng mới mùa giải thứ ba đầy khao khát thì ông trước mắt để yên cho Haaland để mà tiếp bóng cho anh ấy. Anh ấy lập nên hàng loạt cái cú hat-trick quan trọng. Thế còn những người khác thì không ai là không thể thay thế. Ông ấy cho thấy một cái điều rằng là những tính toán của ông có thể gây tranh cãi nhưng mà điều quan trọng là kết quả thì luôn đạt được. De Bruyne mỗi mùa giải thì lại thêm tuổi và có thể đến mùa này sẽ còn xuống nữa. Thành ra Gundogan trở lại rất là kịp thời để nếu cần đá chính vào chỗ của De Bruyne. Thế còn Julian Alvarez cũng đã từng là một cầu thủ ghi những bàn thắng quan trọng. Tuy nhiên phải nhìn nhận rằng là anh ấy cái vị trí của anh ấy nó không ra tiền vệ công, cũng không phải một cái kiểu như Gundogan hay De Bruyne, nhưng cũng không phải là trung phong để thay thế được Haaland khi cần thiết. Thành ra là khi mà được giá một cái thì Guardiola lập tức cho ra đi. Pep đang muốn chứng tỏ rằng là bên cạnh thành tích mà ông ấy xác lập được, gọi là tạo ra những cái bước ngoặt cho Man Xanh như vậy, bên cạnh cái việc mà dùng người tốt thì Man Xanh còn có thể làm kinh tế giỏi, tức là có những cầu thủ mua về giá không cao nhưng đến lúc bán đi thì lại giá cao và họ cũng có thể đào tạo được con người trẻ trung. Gần đây Pep cũng đưa những cầu thủ trẻ vào, có những người mùa trước nữa chưa tốt thì mùa này ông ấy cố gắng cài cắm vào để cho thấy rằng là trong mùa cuối cùng cái di sản của tôi là thế nào. Di sản của tôi không chỉ là thành tích, không chỉ là biết mua bán người đúng lúc mà tôi còn có thể làm kinh tế cho câu lạc bộ và cũng có thể giúp cho những cầu thủ trẻ, những người măng non mà tôi là người cũng tham gia trực tiếp vào cái hệ thống đào tạo của câu lạc bộ, họ sẽ trưởng thành lên thế nào. Thậm chí những cái người mà kiểu như là mua hớ cầu thủ nhu nhét chẳng hạn thì bây giờ cũng cũng có vẻ được cấy vào nhiều hơn để mà không hoàn toàn là một người bỏ đi. Đấy thì tôi nghĩ rằng là điều quan trọng là kết quả và Guardiola vẫn cho thấy rằng là mọi cái chuyện tính toán của ông nó rất là tròn trịa và có thể sẽ là hoàn hảo khi ông rời câu lạc bộ. Vâng, và một câu hỏi cuối dành cho anh Quang Huy. Manchester City thì quá hoàn hảo rồi. Các đội bóng khác như kiểu Arsenal mùa này được coi là đối trọng lớn nhất với họ thì lại vừa sảy chân. Vậy thì ở mùa giải năm nay, mặc dù bây giờ mới là vòng thứ ba thôi, còn quá sớm để chúng ta nói về cuộc đua vô địch, nhưng yếu tố nào có thể cản đường Manchester City ở thời điểm hiện tại? Arsenal mạnh như vậy nhưng chỉ cần một tấm thẻ đỏ của Declan Rice là mất điểm trước Brighton. Trong khi đó thì Liverpool chưa hề có dấu hiệu là sẽ trở lại thế cạnh tranh song mã với Manchester City, mặc dù là Arne Slot đang rất là tốt. Rồi thì Manchester United, Chelsea, Tottenham, Aston Villa thì chưa bao giờ là đối thủ của Man City trong những năm trở lại đây. Vậy thì có cái yếu tố nào ngoại cảnh có thể ảnh hưởng đến cái cuộc đua vô địch của Manchester City ở mùa giải năm nay hay không? Hay là chúng ta lại cần phải đến những cái biến cố với đoàn quân của Pep Guardiola như cái chấn thương của Rodri ở mùa giải trước ạ? Quả thật là cứ mỗi mùa giải chúng ta lại nói với nhau rằng là Man City vô địch như vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà họ vẫn vô địch và đã tạo nên một cái vô địch hoàng hậu, đó là 4 năm liền vô địch giải Ngoại Anh, điều mà chưa câu lạc bộ nào làm được. Lúc này họ vẫn ưu tiên sáng giá số 1 cho chức vô địch. Phía sau thì tôi vẫn cho rằng đó là Arsenal. Arsenal khởi đầu mùa giải thì bị vấp một cái trận như thế nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là họ đã có kinh nghiệm đua đường dài rồi. Và nhắc lại một lần nữa, năm nay các đội bóng lớn bị chi phối bởi UEFA Champions League, thành ra có thể sẽ có những rung lắc ở cuối mùa giải. Và có một điều quan trọng nữa là Pep đã có được tất cả với Man City rồi, thành ra có thể lúc này
ông ấy và các ông chủ Ả Rập có một cái sự thống nhất rằng là mùa này quan trọng nhất là trao lại cho người kế thừa như nào đấy, chứ còn ở một cái đỉnh cao ngất ngưởng tiếp tục nhưng mà sau đây lại là một khoảng trống hay là một cái gì đó mà bàn giao lại không được tốt ấy, và cũng chưa biết là ai sẽ thay cả, thì nó còn nguy hiểm hơn. Thành ra tôi nghĩ rằng là nó sẽ bị chi phối bởi cái sự bàn giao, sự kế thừa, cái lớp lang là điều mà ông ấy phải tính đến. Bởi thế tôi vẫn cho rằng Arsenal với kinh nghiệm đua những mùa trước, mỗi một mùa đua một tốt hơn nhưng vẫn chưa thể vô địch được, thì năm nay vẫn xứng đáng là ứng cử viên số 2 sau câu lạc bộ Man City. Thế còn những đội khác chúng ta cũng phải chờ xem, bởi vì mỗi đội vẫn đang có một vấn đề. Liverpool thì chơi tốt nhưng mà rõ ràng lối đá không còn rực lửa nữa, không còn tạo ra một cái áp đảo làm người ta sợ hãi nữa. Thế thì với Liverpool tôi sẽ theo dõi tiếp cái trận đấu với MU, là trận đấu của hai đội bóng vẫn là cái trận derby nước Anh, thì có thể qua cái trận đấu với MU chúng ta sẽ biết thêm sức mạnh của Liverpool thời Arslot thế nào. Hai trận trước thì ông ấy kế thừa một cách khéo léo nhưng mà cách chơi rõ ràng là nó trầm đi rất nhiều, và chúng ta cũng 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 vẫn còn rất dè dặt về về cách cầm quân của Arslot, thì có thể thêm thời gian. Tóm lại lúc này trong tôi vẫn có một niềm tin là Arsenal sẽ đua sòng phẳng Man City. Vâng, vậy thì theo chia sẻ của anh Quang Huy, đúng là Arsenal bây giờ là niềm hy vọng duy nhất của cả Premier League để có thể lật đổ Manchester City. Chứ lúc này mà bảo là Manchester City tự ngã là rất khó, mặc dù vẫn biết là UEFA Champions League lúc thời điểm sắp tới là rất căng thẳng, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Man City bận Champions League thì Arsenal cũng bận. Đó, đó cũng là một cái yếu tố mà chúng ta thấy là cuộc chơi hiện tại là rất công bằng. Mức độ ưu tiên nó khác nhau đấy. Vâng. Với Man City họ đã vô địch một mùa, bị Real bật ngược trở lại mùa trước, bị Real vẫn là Real con máu của giải đấu này cướp mất cái chức vô địch của mùa trước, thì Guardiola là một người Barcelona, ông ấy vẫn có những cái gì đó cay cú đấy, và cái sân chơi này sẽ khiến cho Man Xanh hao tổn sức lực hơn Arsenal. Arsenal mục tiêu tối thượng là vô địch giải Ngoại hạng Anh, còn Champions League thì vào đâu đến đâu, sâu đến đâu tốt đến đó. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bình luận viên Quang Huy, và chúng ta sẽ cùng gặp lại bình luận viên Quang Huy ở thời điểm vào đêm nay rạng sáng mai khi mà trận derby nước Anh giữa Liverpool và Manchester United kết thúc. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin phép được khép lại. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những buổi bình luận tiếp theo.